Thân chào các em. Tuần rồi thầy đã trao đổi với các em về chương phương trình vi phân. Và chúng ta tạm thời khép lại chương phương trình vi phân ở đây. Tuần này chúng ta qua một nội dung mới, đó là chuỗi số thực. Mà muốn học chuỗi số thực thì các em phải nắm vững dãy số thực. Đó là nhiệm vụ của các em. Còn ở đây chúng ta qua cái phần mới, đó là chuỗi số thực. Hôm nay cái bài học chúng ta là điều kiện cần của một chuỗi số thực hội tụ. Trước hết chúng ta định nghĩa thế nào là một chuỗi số thực. Chuỗi số thực được định nghĩa trên nền tảng của một dãy số thực. Bây giờ cho một dãy số thực U1, U2 vân vân, UN. Ta thiết lập một cái tổng vô hạn sigma k bằng 1 tới vô cùng của u k, tức là bằng u1 cộng u2 cộng vân vân cộng un. Thì cái tổng vô hạn này được gọi là một chuỗi số thực. Các em để ý rằng, các em thấy rằng là dãy số thực là một dãy những con số thực. Những dãy số thì nó cách nhau bởi những dấu phẩy. Giống như dãy bàn, dãy ghế vậy đó, phải không nào? Một chuỗi số thực là tổng vô hạn của những số thực. Những số thực này được nối kết với nhau bằng những dấu cộng, giống như là chuỗi dây xích, sợi dây chuyền vậy đó, không? Nó nối kết nhau bằng những cái mắt xích. Thì chuỗi số thực thật ra là một dãy số thực thôi. Đó. Nó chính là dãy SN, với SN bằng U1 cộng U2 đến UN. Thì các em biết thế nào là một chuỗi số thực rồi. Thì bây giờ chúng ta định nghĩa sự hội tụ của một dãy số thực. Bây giờ trong cái chuỗi số thực này nè, UN được gọi là số hạn tổng quát của chuỗi. Và trong cái chuỗi này chúng ta có SN là bằng tổng của U1 cộng U2 đến UN. Cái này được gọi là tổng riêng thứ n, hoặc là tổng riêng phần thứ n. Và các em để ý rằng dãy SN này nè, hội tụ khi và chỉ khi chuỗi số thực hội tụ đó. Cái này được gọi là tổng riêng thứ n, hoặc là tổng riêng phần thứ n của chuỗi. Bây giờ chúng ta thấy rằng nếu như liêm SN tồn tại hữu hạn thì chuỗi số thực ở trên được gọi là hội tụ. Và khi đó giả sử rằng liêm của SN với N tiến về cộng vô cực bằng S, thì chúng ta nói tổng của chuỗi là S. Và lúc đó chúng ta viết là sigma k bằng 1 tới vô cùng của các uk bằng S. Chúng ta viết như vậy không có nghĩa là chúng ta làm tổng vô hạn các số thực, mà như vậy chỉ có nghĩa là sigma u k với k chạy từ 1 tới vô cực là bằng liêm của SN với N tiến về cộng vô cực. Chứ thật ra chúng ta không thể nào làm tổng vô hạn các phép cộng được cả, bởi vì thời gian chúng ta sống là hữu hạn. Chúng ta đâu có đủ thời gian để làm tổng vô hạn các phép cộng, mà có một cách duy nhất để nối kết giữa sự hữu hạn và vô hạn, đó là phải qua giới hạn. Có nghĩa là chúng ta có sigma của k bằng 1 tới vô cùng của các u k bằng liêm của SN và N tiến về cộng vô cực bằng S, chứ không phải là chúng ta làm tổng vô hạn các số thực. Cam nhớ cho điều đó. Và có một cách duy nhất để nối kết sự hữu hạn và vô hạn, đó là phải bước qua giới hạn, tức là lấy lim lim của n, lim của sn khi n tiến về cộng vô cực. Rồi mời các em theo dõi tiếp. Thì sn được gọi là tổng của chuỗi, và lúc đó chúng ta viết là sigma uk k chạy từ 1 tới vô cùng bằng s đó. Ở đây chúng ta không viết ra mà các em biết là như vậy. Rồi trường hợp này á, thì chúng ta nói là hội tụ.
Bây giờ nếu như lim Sn khi n tiến về cộng vô cực bằng cộng vô cực, hoặc là bằng trừ vô cực, hoặc là không tồn tại, hoặc là lim Sn khi n tiến về cộng vô cực không tồn tại, thì cái chuỗi số sigma uk với k chạy từ 1 đến vô cực đó, được gọi là phân kỳ, được gọi là phân kỳ. Và qua cái định nghĩa trên thì chúng ta thấy rằng cái chuỗi số thực hội tụ khi và chỉ khi dãy tổng liên phần Sn hội tụ. Sn là gì? Sn là bằng U1 cộng U2 cộng U3 vân vân cộng tới UN. Đó. Các em nhớ một điều đơn giản, chuỗi số thực chính là thật ra là một dãy số thực. Nó thiết lập từ U1 cộng U2 đến cộng UN. Thì chuỗi số thực hội tụ khi và chỉ khi dãy tổng liên phần thứ N hội tụ. Vậy thôi. Và bây giờ mời các em theo dõi tiếp. Ví dụ chúng ta tính tổng của chuỗi số sau. Tính tổng của sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của 1 chia cho k nhân k cộng 1. Tính tổng cái này nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đi tìm lim của dãy tổng liên phần, tức là lim của Sn khi n tiến về cộng vô cực. Bây giờ chúng ta phân tích số hạng tổng quát, UN là bằng 1 chia N nhân N cộng 1, tức là thay K bằng N vào đây nè. Và cái phân số này sẽ bằng là 1 trên N trừ 1 trên N cộng 1. Các em thấy nhân lên rồi trừ ra chúng ta được lại cái này, phân dấu bằng này là hiển nhiên rồi. Bằng này học sinh lớp 7 cũng có thể tính được không nào đó. Rồi bây giờ từ đó chúng ta thế vào, chúng ta tìm tổng riêng phần thứ N. Ta có tổng liên phần thứ N là Sn bằng U1 cộng U2 cộng vân vân cộng UN. U1 là gì? U1 là thế K bằng 1 cho đây nè. Tức là 1 trên 1 nhân 2, tức là bằng 1 trên 1 trừ cho 1 trên 2 đó. U2 là gì? U2 là 1 trên 2 nhân 3, tức là bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. UN là gì? UN là 1 trên N nhân N cộng 1, tức là bằng 1 trên N trừ 1 trên N cộng 1. Đó. Thế vào không các em? Bây giờ chúng ta thế vào nè. Thế vào thì chúng ta có Sn chúng ta là đó, cái dòng này là chúng ta viết lại cái trang bên bên kia. Dòng này là viết lại đó. Giờ U1 của chúng ta là gì? U1 là bằng 1 trên 1 trừ 1 trên 2. U2 là bằng 1 trên 2 trừ 1 chia cho 3. U3 là 1 phần 3 trừ 1 phần 4, vân vân. Cho đến UN là 1 trên N trừ 1 trên N cộng 1. Như vậy thì chúng ta thấy 1 phần 2 trừ 1 2 mất nè, 1 3 trừ 1 3 mất. 1 phần 4 ở đây trừ 1, cộng với 1 4 ở đây là trừ 1 4, cộng với 1 4 ở đây là mất nè. Tương tự như vậy ở đây là có trừ 1 trên N phía trước đây nè, cộng 1 trên N là mất. Cuối cùng cái tổng này chúng ta còn lại số hạng đầu trừ số hạng cuối là số này thôi nè, đó. Cuối cùng là chúng ta có Sn bằng 1 trừ cho 1 trên N cộng 1. Và như vậy chúng ta có lim Sn là bằng gì? Bằng 1, phải không? Tại cái này tiến về 0 khi N tiến về cộng vô cực. Vậy thì chúng ta có dãy Sn tiến về 1. Do đó chuỗi của chúng ta có tổng là 1. Phải không nào? Đó. Và chúng ta có chuỗi số chúng ta hội tụ. Nhớ rằng chuỗi hội tụ khi và chỉ khi dãy tổng riêng phần thứ N này hội tụ. Đó, chúng ta thấy lim của Sn là bằng lim của này bằng 1. Cái điều này là hiển nhiên mà tất cả các em đã từng biết từ năm lớp 11 phải không nào? Đó. Như vậy chúng ta kết luận rằng chuỗi số đã cho ở trên là hội tụ và có tổng bằng 1.
Khi đó chúng ta viết là sigma k bằng 1 tới cộng vô cùng của 1 trên k nhân k cộng 1 bằng 1. Cái dấu bằng này nhắc lại rằng không phải là làm cộng vô hạn các số thực, mà dấu bằng này chỉ có nghĩa là bằng lim của Sn và n tiến về cộng vô cực thôi. Dấu bằng này chỉ viết với nghĩa hình thức thôi, không? Với nghĩa hình thức chứ không phải là chúng ta làm tổng vô hạn của các số thực. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ có ví dụ 2, tính tổng của chuỗi số sau đây. Tổng vô hạn của k chạy từ 1 đến cộng vô cùng của 2k cộng 1 chia cho k bình phương nhân cho k cộng 1 tất cả bình phương. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ phân tích cái un thành tổng của hai số hạng nào đó bằng a trừ b nào đó chẳng hạn, phải không nào? Ta có un là bằng, thay chữ k bằng chữ n vào đây nè, đó, 2n cộng 1 chia n bình phương nhân cho n cộng 1 bình phương, tất cả bình phương. Cái số hạng này chúng ta phân tích thành là 1 chia cho n bình phương trừ cho 1 chia cho n cộng 1 tất cả bình phương. Các em có thể kiểm tra lại bằng cách quy đồng mẫu số, thì các em sẽ thấy là n cộng 1 tất cả bình phương trừ n bình phương là nó còn lại là 2n cộng 1. Mẫu số là giống cái này, phải không? Đó. Và như vậy chúng ta tính tổng riêng phần thứ n của chuỗi 3 là Sn bằng Sn bằng U1 cộng U2 cộng vân vân cộng UN. Và bây giờ chúng ta thấy U1 là gì nào? U1 tức là giống như thế, n bằng 1 cho đây nè, đó. U1 là n bằng 1 cho đây là bằng 1 chia 1 bình phương trừ cho 1 chia cho 2 bình phương. U2 là gì? U2 giống như thế, n bằng 2 vô đây nè. U2 là 1 chia cho 2 bình phương trừ 1 chia cho 3 bình phương. U3 là gì? U3 là 1 chia cho 3 bình phương trừ 1 chia 4 bình phương. Và UN là gì? UN là cái này, đó. Là 1 trên n bình phương trừ 1 chia cho n cộng 1 tất cả bình phương. Và như vậy chúng ta hãy thế vào, thế từ U1 đến UN vào để có tổng riêng phần thứ n. Dòng này là chúng ta ghi lại của trang phía trước, phải không nào? Đó, U1 là bằng 1 chia cho 1 bình phương trừ 1 trên 2 bình phương. U2 là 1 trên 2 bình phương trừ 1 chia cho 3 bình phương. U3 là 1 chia 3 bình phương trừ 1 trên 4 bình phương, vân vân. UN trừ 1 sẽ là gì? 1 trên cho n trừ 1 tất cả bình phương trừ cho 1 trên n bình phương. Và như vậy chúng ta thấy rằng là cái này nó đơn giản cái này nè, cái này đơn giản cái này, cái này đơn giản với cái kế tiếp. Và ở đây có trừ 1 trên n bình phương đơn giản với cộng 1 trên n bình phương. Cuối cùng chúng ta còn lại số hạng đầu trừ số hạng cuối, không nào? Đó. Đó. Cuối cùng chúng ta có Sn bằng 1 trừ cho 1 chia cho n cộng 1 tất cả bình phương. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy lim của Sn bằng mấy? Cái này tiến về 0, phải không? Ở trên hữu hạn, dưới vô hạn, cái này tiến về 0, do đó Sn tiến về 1. Và chúng ta có chuỗi số của chúng ta là hội tụ và có tổng là 1, đúng không nào? Chuỗi số chúng ta là hội tụ và có tổng là 1. Từ đó chúng ta suy ra lim của Sn bằng 1. Cái này hiển nhiên rồi, phải không nào? Và chúng ta có chuỗi đã cho là hội tụ và cũng có tổng là 1. Khi đó chúng ta viết là sigma k bằng 1 tới cộng vô cùng của 2k cộng 1 chia cho k bình phương nhân cho k cộng 1 tất cả bình phương bằng 1. Có một điều là các em thấy rằng cái dấu bằng này cũng chỉ có nghĩa là bằng lim của Sn khi n tiến về cộng vô cực, chứ không phải, dấu bằng này chỉ là dấu bằng hình thức thôi, chứ không phải là làm cộng vô hạn các số thực. Và các em thấy cái UN này nè, UK này nè, nó khác với cái UK hồi nãy, nhưng mà cái tổng vô hạn của nó vẫn cứ giống như cái tổng vô hạn của chuỗi nãy, thêm nào. Do đó các em thấy rằng là đôi khi
UN nhỏ hơn VN với mọi N, nhưng qua giới hạn lim UN cũng có thể bằng lim VN. Các em để ý điều đó. Điều đó chúng ta đã học trong dãy số thực rồi đó. Tức là đôi khi UN luôn luôn nhỏ hơn VN với mọi N, nhưng qua giới hạn là lim UN cũng có thể bằng được lim của VN. Tính tổng của chuỗi số sau. Tính tổng của cái chuỗi sigma k bằng 1 tới vô cùng của log 1 cộng với 1 trên k. Và bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái UN và phân tích UN có dạng là A trừ B giống như hai ví dụ ở trên đó các em. Không nào. Ta có UN bằng log của 1 cộng 1 trên N, tức là thay K bằng N vào đây. Chúng ta quy đồng mẫu số, cái này là bằng N cộng 1 chia cho N. Log M chia anh bằng log M trừ log anh. Đó. Và chúng ta thế vào, chúng ta sẽ có tổng riêng phần thứ N của chuỗi 4 là SN bằng U1 cộng U2 cộng UN. Như vậy thì các em thấy U1 là gì? Là thế N bằng 1, tức là bằng log 2 trừ log 1. Log 1 là 0 rồi đó. U2 là bằng gì? Log 3 trừ log 2. U3 bằng log 4 trừ log 3, vân vân. UN là log N cộng 1 trừ log N. Như vậy chúng ta thế vào chúng ta sẽ có được SN là bằng một hai số hạng nào đó thôi. Những số hạng trung gian sẽ được đơn giản đi, phải không nào? Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu thế vào. Chúng ta ghi lại cái dòng này ở trang phía trước. U1 là bằng log 2 trừ log 1. U2 là bằng log 3 trừ log 2. U3 là bằng log 4 trừ log 3. Vân vân. UN trừ 1 sẽ bằng là log N trừ 1. Log N trừ log N trừ 1. Không nào? Và đây là UN là bằng log N cộng 1 trừ log N. Như vậy chúng ta đơn giản hết, vào log 2 đơn giản này, log 1 là bằng 0 bỏ đi nè. Log 3 đơn giản rồi, log 4 cũng đơn giản. Rồi log N này cũng đơn giản đi, cuối cùng chúng ta còn là gì? Là log 1 là mất rồi nè. Còn log N cộng 1 thôi, log N cộng 1. Log N cộng 1 trừ log 1 mà log 1 là 0 bỏ đi, cuối cùng chúng ta bằng là log N cộng 1 thôi. Và dễ dàng thấy rằng cái này tiến về cộng vô cực. Khi N tiến về cộng vô cực, phải nào? Chúng ta có lim của SN khi N tiến về cộng vô cực bằng cộng vô cực. Và như vậy chúng ta kết luận rằng chuỗi số đã cho là phân kỳ. Phải nào? Chuỗi số đã cho phân kỳ. Và có tổng bằng cộng vô cực. Một cách hình thức chúng ta viết rằng sigma k bằng 1 tới cộng vô cực. Log của 1 cộng 1 trên k bằng cộng vô cực. Có một điều là các em thấy là cái này nè. Lim của cái này khi k tiến về cộng vô cực là bằng 0. Mỗi số hạng này bằng 0. Nhưng mà tổng vô hạn lại nó vẫn bằng cộng vô cực. Cái này nó cái nghĩa triết học giống như là tích thiểu thành đa vậy đó, phải không? Tức là từng số hạng của nó là gần như là bằng 0. Tại tiến về 0 mà. Nhưng tổng vô hạn của nó lại là bằng cộng vô cực. Nó có một cái ý nghĩa rất là triết lý. Tức là giống như là sắc sắc không không vậy đó các em. Giống như là 100 năm trước là các em chưa có. Bây giờ là các em đang có. Còn 100 năm sau các em lại cũng không có luôn. Thì có, bây giờ là không, bây giờ là có, bây giờ là có mai mốt lại không vậy đó. Rồi chúng ta sẽ theo dõi tiếp.
Bây giờ chúng ta xét sự hội tụ của chuỗi số sau. Chuỗi số sigma k bằng 1 tới cộng vô cực của 1 chia cho căn k. Các em lại thấy rằng cái chuỗi này nè, tần số hạng của nó cũng tiến về 0. Nhưng mà cái chuỗi này nó cũng, tổng của nó cũng bằng cộng vô cực đó các em. Chúng ta có un là bằng 1 chia cho căn n, tức là thay k bằng n vào đây đó. Bây giờ chúng ta tính tổng riêng phần thì n của nó đi nào. Thì cũng là công thức cũ kỹ như vừa rồi thôi. Tức là tổng riêng phần thứ n là bằng u1 cộng u2 cộng u3 vân vân cộng un. Rồi chúng ta thế vào đi. Thế vào để chúng ta thấy rằng nó luôn luôn lớn hơn một cái số nào đó mà tiến về cộng vô cực. Do đó suy ra Sn sẽ tiến về cộng vô cực. Đúng nào? Thế vào. Bây giờ chúng ta bắt đầu thế u1, u2 và un vào, phải không? Chúng ta viết lại cái dòng này ở trang phía trước. U1 là thay bằng 1. U2 thay bằng 1 chia cho căn 2. U3 thay bằng 1 chia căn 3. U4 thay bằng 1 chia căn 4. Vân vân. Un thay bằng 1 chia căn n. Các em biết rằng một phân số dương, tử số không đổi thì mẫu số càng lớn thì nó càng nhỏ, phải không nào? Giống như các em có 1 triệu đồng, các em chia cho 2 người thì mỗi người được 500 ngàn, chia cho 4 người thì mỗi người được 200 rưỡi thôi. Chia cho 10 người thì mỗi người 100 ngàn, phải không? Chia cho 1 triệu người thì chắc là nó mỗi người được 1 phần triệu, ví dụ vậy. Mỗi người được, phải không? 1 đồng với mỗi người được 1 đồng, chia cho 1 tỷ người thì mỗi người được 1 phần triệu, tức là mẫu một phân số dương mà tử không đổi, mẫu càng lớn nên nó càng nhỏ. Thì ở đây chúng ta có thể thay những cái, so sánh những cái số phân số này với những số nhỏ hơn nó, không nào? Mà các em theo dõi tiếp ở đây nè. Ở đây á, chúng ta thấy là 1 thì nó lớn hơn 1 chia căn n, 1 trên căn 2 thì lớn hơn 1 trên căn n. Mà cái này có n số hạng, do đó tất cả những số này đều lớn hơn 1 trên căn n. Không nào? Do đó cái này thay bằng một số nhỏ nó là 1 trên căn n. Cái này thay bằng số nhỏ nó là 1 trên căn n. Cái này thì giữ nguyên này đó. Do đó chúng ta có cái tổng này lớn hơn bằng 1 trên căn n cộng 1 trên căn n cộng vân vân cộng 1 trên căn n. N lần như vậy, phải không? N lần cộng a n lần là n lần nhân a vậy thôi. Hai này nhân nhau là bằng căn n. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái Sn này nó lớn hơn một dãy tiến về vô cực, nên bản thân nó cũng tiến về cộng vô cực, phải không nào? Hay nói khác đi là Sn không bị chẵn, mà điều kiện cần để cho một dãy hội tụ là nó phải bị chẵn, do đó Sn nó không hội tụ. Mà nhìn vô chúng ta thấy rằng Sn sẽ tiến về cộng vô cực, phải không nào? Từ đó chúng ta suy ra rằng lim của Sn bằng cộng vô cực. Nó là một dãy số dương và lớn hơn một dãy dương khác tiến về cộng vô cực, nên suy ra nó tiến về cộng vô cực. Từ đó chúng ta suy ra chuỗi đã cho của chúng ta là phân kỳ và có tổng là cộng vô cực. Và chúng ta ghi một cách hình thức rằng sigma k bằng 1 tới vô cùng của 1 chia cho căn k bằng cộng vô cực. Thì các em cũng thấy đó, số hạng 1 chia cho căn k khi k tiến về cộng vô cực là bằng 0. Từng số hạng của nó bằng 0 nhưng tổng vô hạng nó lại thì nó vẫn có thể bằng cộng vô cực. Từng số hạng nó bằng 0 nhưng tổng vô hạng lại vẫn có thể bằng cộng vô cực. Chúng ta lại có một ví dụ quen thuộc mà các em đã biết từ năm lớp 11. Tính tổng của chuỗi sigma k bằng 0 tới cộng vô cực của quy mũ k với quy là một số thực nào đó, không nào? Chuỗi số này các em đã từng gặp
ở lớp 11 rồi đó. Ở 11 các em có là tính tổng vô hạn của cấp số nhân đó mà. Cấp số nhân của các em là lùi vô hạn, còn ở đây thì chúng ta xét quy một cách tổng quát. Thì nó cũng sẽ có một trường hợp rơi vào trường hợp mà các em đã biết ở lớp 11. Chúng ta có số hạn tổng quát của chuỗi số này là UN bằng Q mũ N trừ 1. Bởi vì ở đây chúng ta lấy K chạy từ 0 tới vô cùng chứ không phải là K chạy từ 1 tới vô cùng như những chuỗi hồi nãy, nên UN nó bị giảm mất một cái này. Nó số hạn thứ N của nó lại là Q mũ N trừ 1. Nó bị giảm hết một một số đó các em. Rồi bây giờ chúng ta tính tổng riêng thứ N là bằng U1 cộng U2 cộng UN. U1 của chúng ta là Q mũ 0 là 1, Q mũ 1 là Q đó, Q mũ 2 vân vân. UN là Q mũ N trừ 1 nè. Đây là một cấp số nhân có công bội là Q. Các em nhớ công thức cấp số nhân của chúng ta là gì không? Tổng N số hạng đầu tiên của một cấp số nhân là gì? Là SN bằng U1 là số hạng đầu nhân cho 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q. Thì ở đây cũng vậy. Số hạng đầu của chúng ta là 1. Công bội là Q. Phải không nào? Đó. Do đó chúng ta có SN của chúng ta bằng. Các em theo dõi tiếp nè. Đó. Đó, SN chúng ta, cái này chép lại trang phía trước thôi. N là bằng U1 là 1. 1 trừ Q mũ N, Q. Q là công bội, ở đây công bội là Q luôn. Chia cho 1 trừ Q. Ở đây chúng ta xét Q khác cộng trừ 1. Bởi vì nếu Q bằng 1 thì mẫu số bằng 0 nó vô nghĩa. Q bằng 1 thì chúng ta cộng lại thôi chứ không có gì cả. Nó bằng N thôi. Q bằng trừ 1 thì Q bằng trừ 1 thì cũng có thể được, không sao, không nào. Nguyên trừ 1 thì chúng ta thật ra dễ thôi, không cần dùng công thức này. Mà chúng ta chỉ cần là thay n chẵn hay lẻ vào đây thì chúng ta sẽ có được kết quả thôi. Do đó chúng ta xét là Q khác cộng trừ 1. Và bây giờ chúng ta thấy rằng SN chúng ta sẽ hội tụ nếu như tuyệt đối có Q nhỏ hơn 1, đúng không? Chúng ta có lim của SN khi n tiến về cộng vô cực là bằng lim cái này nè các em đó. Lim của 1 trừ Q mũ anh chia cho 1 trừ Q. Nếu như trị tuyệt đối của Q nhỏ hơn 1 thì chúng ta có cái này tiến về 0. Do đó giới hạn của chúng ta là 1 trên 1 trừ Q. Nếu như Q lớn hơn 1 thì cái mẫu số là âm. Còn tử số là tiến về trừ vô cực. Trừ vô cực chia trong số âm là ra cộng vô cực. Đó. Bây giờ chúng ta xét được trường hợp gì? Trị tuyệt đối của Q nhỏ hơn 1 và Q lớn hơn 1. Bây giờ chúng ta còn 3 trường hợp để xét nữa phải không nào? Q bằng 1, Q bằng trừ 1 và Q nhỏ hơn trừ 1 phải không nào? Bây giờ chúng ta xét tiếp cái tổng liên phần này với những trường hợp còn lại. Thì ở đây chúng ta thấy Q tuyệt đối của Q nhỏ 1 là hội tụ rồi, chuỗi hội tụ rồi. Bây giờ chúng ta xét tiếp những trường hợp còn lại. Và nhìn vô đây thì các em thấy sao? Khi Q lớn 1 thì giới hạn nó bằng cộng vô cực thì nó chuỗi phân kỳ. Nó nào? Những trường hợp còn lại là gì? Q bằng trừ 1, Q bằng 1 và Q nhỏ hơn trừ 1. Q nhỏ hơn trừ 1 thì sao các em? Thì chúng ta có lim này này là bằng lim này. Mà các em để ý là gì? Để ý là khi N chẵn chẳng hạn, n là chẵn thì cái này sao? Một số âm mà lũy thừa cho số chẵn á thì nó là ra vẫn là số dương phải không? N lẻ thì cái này nó ra gì? Một số âm lũy thừa cho số
lẻ thì nó vẫn là số âm. Do đó chúng ta thấy rằng là nó có hai dãy chẵn và dãy lẻ là nó có giới hạn khác nhau rồi, khi quy nhỏ trừ 1. Do đó nếu các anh thấy là nếu như dãy S 2N chẳng hạn thì cái này là gì? Cái này là trừ cho một số tiến về cộng vô cực, là trừ vô cực chia cho cộng là trừ vô cực. Do đó nếu mà anh là lẻ đó, là lẻ là cái này trừ cho số trừ vô cực là cộng vô cực, phải không? Chia cho số cộng vô cực. Phải nào? Đó, nếu anh là lẻ thì âm, âm là âm, âm có dấu trừ là thành dương. Còn nãy là dương có dấu trừ thành âm vậy đó. Nếu anh là chẵn thì nó tiến về trừ vô cực. Anh là lẻ nó tiến về cộng vô cực. Đó. Do đó chúng ta có lim của SN khi n tiến về cộng vô cực là không tồn tại khi quy nhỏ hơn trừ 1. Không tồn tại, cái này không tồn tại. Do đó khi quy nhỏ hơn trừ 1 là chúng ta có chuỗi của chúng ta phân kỳ, phải không nào? Chuỗi phân kỳ. Bây giờ chúng ta xét quy bằng 1 đi, quy 1 là SN sẽ bằng n thôi, phải không nào? SN sẽ bằng tất cả đều bằng 1 hết thì cái này bằng n, số hạng là bằng n. Do đó n tiến về cộng vô cực, phải không nào? Tức là khi quy bằng 1 thì lim của SN cũng bằng cộng vô cực. Có nghĩa là quy bằng 1 thì chuỗi của chúng ta cũng phân kỳ, phải không nào? Chuỗi của chúng ta cũng phân kỳ. Quy bằng 1, chuỗi cũng phân kỳ. Đó. Bây giờ còn một trường hợp duy nhất nữa để xét đó là quy bằng trừ 1, phải không các em? Bây giờ chúng ta xét tiếp trường hợp quy bằng trừ 1. Quy bằng trừ 1 thì chúng ta thấy rằng nếu như n chẵn thì sao nào? Thì n trừ 1 là lẻ. Thì nếu chúng ta thấy cái này lẻ hay sao? Ví dụ như là 1, n trừ 1 là lẻ, phải không? Cộng trừ 1, rồi cộng với 1, rồi cộng với trừ 1. Đó, thì chúng ta thấy là sao? Cái này là trừ trừ là mất nè, mất. Tức là nó bằng 0, phải không? Tương tự như vậy, n lẻ, tức là n bằng 2k cộng 1 đi chẳng hạn. Hay 2k trừ 1 cũng được. Thì lúc đó n trừ 1 là chẵn. Chẵn thì chúng ta để ý là nó dừng lại số chẵn thôi nè. Thì chúng ta là hai này mất với nhau, còn cái số chẵn này là 1. Cho nó bằng 1. Chúng ta thấy rằng có hai dãy con là dãy chẵn và dãy lẻ hội tụ về hai số khác nhau, do đó chúng ta suy ra SN phân kỳ, phải nào? Các em nhớ cho rằng có một cái định lý tính chất của dãy số đó là gì? Khi một dãy UN hội tụ thì mọi dãy con của nó cũng hội tụ về cùng một giới hạn với dãy mẹ đó. Do đó mà nếu có hai dãy con mà hội tụ về hai giới hạn khác nhau thì suy ra cái dãy mẹ đó không hội tụ. Các em nhớ có một tính chất đó trong chuỗi số, trong dãy số đó. Thì ở đây chúng ta áp dụng ở đây, nó có hai dãy con, một dãy chẵn và dãy lẻ hội tụ về hai giới hạn khác nhau. Do đó chúng ta kết luận rằng SN không hội tụ. Chúng ta suy ra là lim của SN khi n tiến về cộng vô cực là không tồn tại. Do đó trường hợp quy bằng trừ 1, chuỗi số còn phân kỳ. Vậy thì tóm lại chúng ta có là gì? Trường hợp tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1 là hội tụ. Mọi trường hợp khác là phân kỳ, phải không nào? Vậy thì chúng ta kết luận là chuỗi của chúng ta hội tụ khi và chỉ khi tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1, và phân kỳ khi và chỉ khi tuyệt đối của quy lớn hơn hay bằng 1, đúng không? Và mời các em theo dõi tiếp. Vậy chuỗi số chúng ta hội tụ khi và chỉ khi tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1. Và khi đó tổng của chuỗi, như chúng ta là tính lấy giới hạn ở trên, là bằng 1 chia cho 1 trừ quy, thế nào? Đó, khi đó chúng ta biết là sigma k bằng 0 tới vô cùng của quy mũ k là bằng 1 trên 1 trừ quy.
với tất cả các quy thỏa mãn điều kiện trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn 1. Còn trị tuyệt đối của quy lớn hơn hay bằng 1 thì chuỗi này phân kỳ. Thế nào? Ở đây chúng ta không nói ra nhưng chúng ta biết rằng là khi trị tuyệt đối của quy lớn hơn bằng 1 thì chuỗi này phân kỳ. Đó. Bây giờ chúng ta qua một cái điều kiện cần để cho một chuỗi số hội tụ. Chúng ta có cái định lý sau đây. Mời các em theo dõi tiếp cái định lý của chúng ta. Bây giờ chúng ta cho chuỗi số này. Thế nào? Cho chuỗi số này. Chúng ta thấy rằng nếu như chuỗi số này hội tụ thì chúng ta có là lim của UN. Khi N tiến về cộng vô cực bằng 0. Để chứng minh thì đơn giản thôi. Các em chỉ nhớ kết quả này, không nhớ chứng minh cũng được. Ở đây chúng ta trình bày sơ lược cái chứng minh này đi. Phải nào? Cái chuỗi này hội tụ thì dãy tổng liên phần của nó hội tụ về S. Và dĩ nhiên là S hữu hạn, phải không? S hữu hạn. Tương tự như vậy, dãy con của nó là lim của SN trừ 1. Nói chung là cái này hội tụ thì SN cộng B nào đó cũng hội tụ. Ở đây B bằng trừ 1. SN trừ 1 cũng bằng S. Do đó chúng ta có UN chính là bằng cái này trừ cái này này đó. Cũng bằng hai cái này trừ nhau là bằng 0, phải không? Vậy chúng ta có lim của UN khi N tiến về cộng vô cực là bằng lim của SN trừ SN trừ 1. Mà cái này bằng S, bằng lim cái này trừ lim này, cái này bằng S trừ cái S là bằng 0. Đó. Bằng 0. Như vậy các em nhớ cho rằng điều kiện cần để cho chuỗi hội tụ là lim của UN khi N tiến về cộng vô cực bằng 0. Và các em nhớ cho rằng đây chỉ là điều kiện cần thôi chứ không phải điều kiện đủ. Bởi vì có những chuỗi như các em đã thấy ở những ví dụ ở trên đó, có cái này bằng 0 nhưng mà nó vẫn phân kỳ. Tổng vô hạn của nó hay nói lim của nó vẫn lim của dãy tổng liên phần vẫn bằng cộng vô cực như thường. Phải không nào? Có lẽ là chúng ta tạm dừng lại ở đây đi các em. Thầy sẽ hẹn gặp lại các em trong bài giảng tuần tới. Chúng ta sẽ cho những ví dụ về để minh họa về cái điều kiện cần này. Và chúc các em gặp nhiều may mắn và mong rằng các em sẽ cố gắng và kiên nhẫn hơn trong việc học môn toán này. Bởi vì đôi khi môn toán nó cũng khô khan và khó khăn. Nhưng thật ra đằng sau sự khô khan và khó khăn đó là một chân trời của trí tuệ và một cái nền tảng cần thiết để các em có thể đi xa hơn, đi sâu hơn trong các ngành khoa học khác. Thân chào các em, hẹn gặp lại các em.